Hello. Chào toàn thể anh chị em bà con cô bác buổi chiều nha. Đó, thì sớm giờ em đi Vũng Tàu mới vừa về tới anh chị. Đuối quá trời đuối luôn, lâu lâu đi mua xe em bữa. Mà hên, vừa mua về khách chốt luôn rồi, chưa kịp lên sóng. Bên em thì còn rất là nhiều dòng xe anh chị. Anh chị mình có thể qua lựa chọn chạy thử thoải mái nha. Xe ô tô nè anh chị, xe ô tô này em mới bữa giờ để ở chi nhánh 2, mới vừa đem về. Thì anh em mình có nhu cầu xem thì xem ha. Xe này thì em vừa lên rảnh em thay nguyên cái trần rin nó luôn anh chị. Thay cái trần rin. Đó. Mua trần rin bỏ vô hết 7-8 triệu nhưng mà em vẫn bán theo cái giá rất ban đầu em bán ha. Thì vẫn bán 530, đời 2019 chạy mấy chục ngàn hả anh chị. Bản này bản gì ta? Để đem coi bản gì. Bữa giờ mua mà cũng không để ý bản gì nữa. Nhớ là 1.6 tự động cơ nóc. Này không có ghi ha. Bản chắc là bản Renium hay gì quá. Xe đẹp anh chị ha, đẹp. Venza 500 mấy anh chị ha. Focus này 205 tự động. Đó, quay cho anh em xem ha. Có nhiều xe anh em mà có thể qua lựa chọn chạy thử thoải mái. Nubia bán 70 nè anh chị, mới làm máy xong là nguyên cục máy hết gần 20, hơn 20 chứ. Là nguyên cục máy thay bơm xăng, thay mobil hơn 20 triệu luôn. Mà bữa hổm em quay là em bán anh em mình 70 là nghĩ là máy 14-15. Bây giờ lòi ra hai mấy nhưng mà vẫn bán cái đó. Bây giờ bán cái đó là lỗ hơn 3-4 triệu nhưng vẫn bán cái đó, không nói hai lời nha anh chị nha. Cho nên là xe này không bớt được, thà bán được để hoài chứ không bớt được nha. Là City hiện 140 mấy cũng mấy anh em đặt rồi. Bắt dây. Hôm ơi em sẽ làm clip chạy thử cũng như trong cái clip này anh chị. Anh chị mình muốn em lái thử xe nào hay là chạy thử xe nào cứ bình luận ở dưới bên dưới ha. Hoặc là inbox qua Zalo của em qua số 0834333371 hoặc 0397026935. Em sẽ làm clip lái thử cho anh em mình xem mà nổ máy làm sao sao ha. Tại vì do bữa giờ xe thì nó về đông quá, nhiều xe quá. Em không có thời gian quay kịp cho anh em mình. Dù thích xe nào em quay sơ vậy nè, anh em quay cập nhật á. Thì anh em thích xe nào em sẽ làm cái clip riêng xe đó cho anh em mình ha. Dây này dây GL 25 anh chị, biết số đã dây chân. Ngày mơ em sẽ làm clip lái thử nha. Nhiều anh em điện em kêu lái thử xe này nè, ngày mơ em lái thử. Innova này có 180 à, Innova này bản 208 nhưng mà bản này là bản G anh chị. G lên G. Đó. Nhiều xe lắm anh em qua lựa chọn ha. Crew này quá đẹp luôn, Crew em còn mỗi xe này thôi, xe kia mới cọc rồi. Bajero máy dầu nữa nè, máy dầu còn nhiều, còn 5-6 xe máy dầu. Morning này có 100 mấy nè anh chị. Bajero 212, máy dầu turbo luôn anh chị. Mà bán có 400 mấy à. Morning nữa nè. Morning này mới lấy về nè anh chị, chạy từ ở Vũng Tàu về hồi tối nè, xe này mình bán 140 mấy ha. Thì cũng có ông anh mình anh mới chốt rồi. Mình chưa chụp quay nữa mà anh thấy mình đăng hình lên YouTube á, rồi anh chốt luôn rồi. Chia là anh lời được mấy triệu thôi kệ. Hai anh em đi, mình với thằng này nè, đi một ngày trời, đi Vũng Tàu đi vài ngày trời mới tới. Chưa tắm luôn. Chưa tắm luôn, bọn đồ ngày qua giờ chưa tắm luôn. Đi Rio này mình bán cho khách rồi mà đi kiểm nè anh chị ha. Bữa giờ kiểm nó khó khăn quá. Ở bên chị ở bên Tài Vinh chị kiểm đâu tới cả tuần lễ mới kiểm được, đăng ký tuần lễ mới kiểm. Qua Bến Tre đăng ký cũng hết 7-8 ngày mới kiểm. Nhưng mà chỉ thì không có thời gian thôi mà đi kiểm giùm chị. Đó. Quá trời xe nè này anh chị ơi. Còn rất nhiều xe đó, hôm qua hôm nay em về nhiều lắm. Mà chắc ngày mai ngày mốt mới chạy về Bến Tre. Để đang để quận 7 chứ để với bãi làm á, chị bãi bảo dưỡng á. Trước mặt anh em đây là Civic đó nè. Civic tự động cửa nóc 2007 đây nè anh chị. Tự động cửa nóc. Lấy số vô lăng. Màn Android. Màn hình Android, cửa sổ trời, nguyên dàn ghế da đẹp luôn nè anh chị. Đó, số tự động nha. Để cho anh em mình xe này là 270 triệu ha. Đó. Anh trai nè, anh trai ở Tây Ninh nè à. Sợ giấy hả? Anh xuống anh chốt à, em cầm rì mình ha. Đó. Anh dễ thương. Đầu năm bữa 1-1 anh xuống anh cọc mình, anh cọc xe mình. Em bữa giờ thấy là bán cũng được, cũng cảm ơn ảnh. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và thật nhiều vận may cuộc sống ha. Đó. Anh mua xe mà giấu vợ, sợ giờ phát hiện nên né mặt. Cái ru này mình cọc đây nè. Nhưng mình còn nhiều xe lắm anh chị. Anh chị mình có thể qua đây lấy thử chạy thử nha. Vios thì bên mình đang xả 425 luôn nè. Vios 218 bản E tự động nè anh chị. Captiva tự động biển số đẹp em bán 269 nữa nè. Đó. Tự động 209 anh chị. Đây số xe 209 bán 22. Ngày mơ xe là quay clip chi tiết xe này. Bữa giờ mình cũng lưu bu quá, nhiều anh em điện kêu quay mà không có thời gian quay. Chắc ngày mơ sẽ quay clip này xe này ha. Đó. Vios thì cọc rồi. Vios mới cọc rồi. Đó. Innova thì còn Innova G nè. G này mình bán 180 anh chị ha. Còn xe còn quá trời nè. Còn Camry đồ đạn nữa nè. Camry này bán có 165 nữa nè. Nissan tự động bán 230 nữa nè anh chị. Nissan tự động xe đẹp lắm. Máy có 1.3. Rondo máy dầu 2015 mình bán
469 triệu nữa nè anh chị, máy dầu 25 ha. Còn nhiều xe lắm, anh em mình qua lựa chọn chờ thử thoải mái nha. Rồi cảm ơn, chúc anh em bà con buổi chiều vui vẻ, ăn lành nhiều sức khỏe. Anh em thấy tâm clip này thích sao nào á, cứ bình luận bên dưới hoặc inbox qua Zalo, em sẽ quay clip chi tiết và lấy thử cho anh em mình xem. Rồi em cảm ơn anh em mình luôn. Nói chung là hôm nay không biết ngày tốt hay ngày xấu, mình cũng không để ý, mà thấy rất nhiều anh em cọc xe rất là vui luôn, mừng quá. Bữa giờ bán éo cũng chết luôn, tuần lễ này bán được mới có 5-6 xe, hôm nay thì được cọc cũng nhiều xe, rất là cảm ơn luôn. Nói chung bên em bán thì giá cũng rẻ anh chị, vừa có hỗ trợ trao đổi giao lưu với bà con mà bán qua thì còn cũng có mua lại ha, cho nên được nhiều anh em tin tưởng, chứ có nhiều chỗ người ta bán ra người ta không mua lại nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ tới Tết thì em ngưng mua lại, anh em nào bán thì qua Tết mới bán được nha. Đó nói trước với anh em mình ha, tại vì mình Tết mình đóng cửa mình đâu có bán đâu, để xe đây cũng nguy hiểm, cho nên mình cũng tranh thủ mình bán, mình xả hết mấy dòng xe đây, xe nào quầy vốn nhất có lời là bán liền. Đó, cho nên anh em cứ mạnh dạn ép giá, ép mà đừng để lỗ nha, lỗ không bán đâu. À lỗ chứ để đó làm sao bán. Rồi ok, cảm ơn anh em mình nhiều, chúc anh em mình buổi chiều vui vẻ nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh của em á, để mình cập nhật được nhiều video hơn. À, em chào nha.